nuôi dưỡng làn da đẹp bằng 5 loại nước ngon bổ rẻ này. Chị em phụ nữ mình nếu như chăm chỉ sử dụng 5 loại nước này á, thì không chỉ sức khỏe của mình được nâng cao đâu nha, mà da của mình sẽ căng mọng, sáng khỏe giống như là sử dụng những mỹ phẩm mắc tiền vậy. Thứ nhất là nước ép bưởi được đưa vào danh sách thần dược chống lão hóa nha, bởi vì trong bưởi có chứa rất nhiều vitamin C sẽ giúp cho mình sản sinh collagen tự nhiên tốt nhất. Chị em phụ nữ mình nếu như uống nước ép bưởi thường xuyên thì sẽ tăng nồng độ lycopene ở trên da, và khi đó sẽ giúp cho da của mình chống lại tổn thương do tia UV gây ra nhé. Thứ hai là sữa đậu nành có chứa rất nhiều isoflavone sẽ giúp ngăn ngừa sự phá hủy collagen và giúp cho da mình lúc nào cũng săn chắc. Ngoài ra, sữa đậu nành còn có thể giúp cân bằng nội tiết tố estrogen nữa và có thể giúp cho mình cải thiện và giảm mụn hiệu quả nha. Thứ ba là nước dừa tươi. Chất cytokinin có trong quả dừa sẽ giúp làm giảm lão hóa tế bào nha, và giúp cho da của mình có thể cân bằng được độ pH này, giữ độ ẩm này và liên kết của các mô bền vững hơn. Mặc dù nước dừa tươi tốt như vậy nhưng mà chúng ta không nên lạm dụng nha. Một ngày mình chỉ nên uống từ 1 cho đến 2 trái thôi nhé, và hạn chế không uống vào buổi tối dễ bị lạnh bụng nha. Đối với phụ nữ mang thai 3 tháng đầu thì chúng ta không nên uống nước dừa tươi nha. Thứ tư là trà xanh. Đây chính là kẻ thù của những bệnh như là tim mạch, đột quỵ, ung thư hoặc là lão hóa nha. Và nếu như bạn nào uống chưa quen á thì chúng ta nên uống ít thôi nhé, không thôi các bạn sẽ bị mất ngủ đó. Và cuối cùng đó chính là nước lọc. Đây chính là thần dược rẻ tiền nhất mà giúp cho da của mình lúc nào cũng tươi tắn khỏe mạnh nha. Nếu như cơ thể của mình thiếu nước á thì da của mình sẽ trở nên nhăn nheo, khô cằn và dễ bị lão hóa, bởi vì sẽ không thể nào đào thải được hết độc tố trong cơ thể của mình. Vì vậy á, chúng ta hãy bắt đầu một ngày mới bằng một ly nước ấm nha. Các bạn ơi, những loại nước này rất là dễ tìm nha. Chúng ta có thể luân phiên thay đổi mỗi ngày để giúp cho da của mình lúc nào cũng tươi tắn và khỏe mạnh nhé. Và đừng quên chia sẻ điều này đến với thật nhiều chị em phụ nữ để tất cả mọi người đều có một làn da thật đẹp nha. Cẩm Nương cùng gia đình bạn dưới lửa yêu thương.